Mùa đông là năm hầu hết là năm nào cũng tiết phủ. Thiên nhiên khắc nghiệt cũng không thể nào khuất phục được mọi vật ở nơi đây. Cái mái nhà này là 40 năm rồi. Cây chè này là cây chè cầu thụ sát tuyết khoảng hơn 200 năm rồi. Đặc biệt tuổi thọ của người dân ở nơi đây khiến rất nhiều người phải trầm trồ. Trên các cái nhà có rêu là đều mỗi nhà có 1 đến 2 cụ cao tuổi. Thậm chí có cụ ở đây còn 1-2 cụ gần 100 tuổi rồi. Sa Phin là bản cao nhất của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Bản nằm ở lưng chừng đỉnh Tây Côn Lĩnh, dãy núi hùng vĩ bậc nhất Đông Bắc. Vì nằm trên địa hình cao như vậy nên ngay cả vào mùa hè, nhiệt độ nơi đây cũng khá thấp. Mây mù che phủ khắp bản từ sáng tới gần trưa mới tan. Độ ẩm không khí luôn ở mức cao. Thời tiết ở đây mùa hè thì nắng mưa thất thường. Mùa đông hầu hết là năm nào cũng tiết phủ, sương mù, rất là vất vả. Mọi cái ở đây thì hầu hết là chịu với cái thiên nhiên rất là tốt. Độ ẩm ở nơi đây lớn tới nỗi những mái nhà lợp lá cọ của người dân nơi đây mọc rêu xanh rì. Khi hỏi tại sao những mái nhà đã cũ bị xâm thực nhưng không được thay mới, chúng tôi mới biết những mái nhà rêu xanh là niềm tự hào của người dân nơi đây. Thứ nhất là cái mùa đông nó không ẩm vào trong nhà, mùa hè nó rất mát, thế là nó hòa với khí hậu, phù hợp với khí hậu ở đây. Cái nhà nào mà có trên mái cọ đấy, có rêu là đều mỗi nhà có 1 đến 2 cụ cao tuổi, thậm chí có cụ gần 100 tuổi rồi. Nhà nào mà không có rêu thì thay đổi hiện trạng là coi là các cụ cũng còn. Lý do cho việc mái nhà nào có rêu mọc thì trong nhà đó có người cao tuổi là vì một cặp vợ chồng khoảng 35 đến 40 tuổi sau khi sinh con đẻ cái, kinh tế gia đình ổn định thì họ sẽ tiến hành làm một ngôi nhà kiên cố. Nếu mái nhà được làm cẩn thận, có thể tồn tại lên đến gần 40 năm. Thời gian đầu được lợp, những mái nhà lá cọ luôn sạch sẽ và trơn nhẵn. Nhưng sau khoảng 20 năm kể từ ngày làm, lá cọ bắt đầu phân hủy và rêu sẽ bắt đầu mọc. Và đến giai đoạn mái nhà gần xuống cấp, rêu mọc dày thì chủ nhân của ngôi nhà lúc này cũng tầm 75 đến 80 tuổi. Trải qua gần một nửa đời người với những mái nhà đã che chở cho gia đình mình, nên người dân ở đây thường thì chỉ muốn chứng kiến cảnh mình lợp mái nhà, chứ chẳng mấy khi muốn thấy cảnh hạ giải chúng. Vì thế, nếu bố mẹ còn khỏe và nhà còn chưa quá xuống cấp, thì con cháu rất ít khi muốn thay đổi. Đó là lý do vì sao khi thấy những ngôi nhà có mái nhà rêu, nghĩa là gia đình ấy có người già. Tôi là Tương Văn Thành, hiện tại tôi đang làm homestay tại thôn Sà Phìn. Cũng có một số bạn trẻ khi thiết kế nhà cũng vẫn là nhà sàn nhưng mà đã thay đổi về các cái vật liệu lợp như là dùng bằng mái ngói, sứ
Tôi thì cũng đang làm homestay mà lập bằng mái lá cọ, nhưng mà tuy nhiên cũng đang rất là mong muốn cái homestay của tôi được có rêu như các cái nhà truyền thống. Bởi vì khách du lịch khi đến đây tham quan thì họ cảm thấy thú vị về cái mái nhà mà có rêu. Tôi năm nay 27 tuổi thì cái mái lá cọ của nhà tôi thì phải đến khi tôi phải khoảng 50 tuổi, và về 5 năm tuổi thì mới có rêu. Những mái nhà có rêu mọc là niềm tự hào của người dân nơi đây. Nó chứng minh cho việc gia đình đó có nhiều thế hệ đang sinh sống. Nó thu hút ánh nhìn của nhiều người. Đặc biệt, việc giữ mái nhà cũ có rêu mà không phá bỏ còn là cách tri ân một thứ đã đương đầu với điều kiện thời tiết đầy khắc nghiệt để bảo vệ gia đình họ. Ngoài những thứ ý nghĩa đó, hiện nay bản Sa Phìn đang bắt đầu làm du lịch. Những mái nhà rêu chính là một điều gây ấn tượng mạnh với du khách. Vì thế, người dân nơi đây càng giữ gìn những mái nhà rêu của mình để phục vụ người tham quan, kiếm thêm thu nhập. Ở cái bản này là khoảng 54 hộ, thì có trên hơn 40 hộ có trên nóc có rêu. Trên các cái nhà có rêu là đều mỗi nhà có 1 đến 2 cụ cao tuổi. Thậm chí có cụ ở đây còn 1-2 cụ gần 100 tuổi rồi. Bản Sa Phìn có rất nhiều mái nhà có rêu, nghĩa là nơi đây có rất nhiều người cao tuổi. Người dân Sa Phìn luôn chia sẻ bí quyết sống khỏe của mình, bí quyết đương đầu với xương gió của mình tới khách du lịch. Cái bí quyết các cụ để lại thì trên ngày xưa các cụ là toàn ăn đồ sạch ở đây. Thiên nhiên ở đây ngày xưa là toàn cái rau sạch ở thôn, nước cũng sạch, không có một cái hóa chất gì. Đặc biệt người dân ở đây chủ yếu là uống chè san tuyết cầu thủ. Hầu hết là các cái nhà lúc nào cũng có chè, cứ sáng đến là phá chè uống xong mà đều đi làm. Ông Nghiệp ơi, đi hái chè đi. Đi, cùng nhau đi hái chè nha. Bà ơi, đi hái chè đi. Ngay sau khi sương tan, người dân ngay lập tức đi hái chè. Họ phải tận dụng khoảng thời gian nắng hiếm hoi trong ngày để làm việc. Phía trên của bản, người dân trồng rất nhiều chè. Giống chè của người dân nơi đây là chè san tuyết. Tên gọi này xuất phát từ dấu hiệu dưới những búp trà thường có một lớp mỏng phấn trắng. Lớp phấn này giống tuyết nên giống chè này được gọi là chè san tuyết. Năm nay chè của ông tốt không? Tốt đấy, năm nay mưa nhiều. Tôi cũng hỏi đi ạ. Năm nay chè của ông tốt không? Rất tốt, năm nay tốt. Năm nay bởi vì có mưa đều, mưa nhiều. Vâng, giá cả thì năm nay là hôm nay là được 25.000 một cân đấy. Thế à, thế thì cụ bà? Ừ, tốt đấy, cũng chè đẹp. Thế à? Mua quá nhưng mà chè đẹp, nhưng mà là tổ hôm nọ 2-3 ngày được cân 28. Thế à, thế được 28.000. Ở dưới kia chè rất đẹp. Ừ. Trên này có giá, bà ông bà chúng ta phải đi hái đi nha. Cố gắng hái đi. Những cây trà ở đây đều có hình dáng rất lạ và xù xì, bởi chúng có tuổi đời rất cao, cây thấp nhất cũng phải tầm hơn 50 năm tuổi. Cây chè này là cây chè cầu thụ san tuyết, khoảng hơn 200 năm. Khu vực này là trên này là rất rét, hàng năm là đóng băng. Loại cây khác, cây cỏ nó chết hết, nhưng mà cây chè này không chết. Nếu lúc trước bạn bất ngờ vì những mái nhà chịu được mưa nắng hàng chục năm, thì những cây chè nơi đây sẽ khiến bạn phải sửng sốt, bởi chúng đã trường tồn cùng vùng đất này hàng trăm năm trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Không chỉ hái chè để sử dụng cho gia đình hàng ngày, sản phẩm này
còn là nguồn thu nhập chính của bà con nhân dân Xà Phìn. Dù không lâu năm như những vùng trà khác ở Hà Giang, nhưng vùng trà San Tuyết dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh nơi đây cũng vẫn được nhiều người biết đến, thậm chí sản phẩm chè Xà Phìn còn chủ yếu để xuất bán đi nước ngoài và thị trường Trung Quốc vô cùng ưa chuộng. Chè cổ thụ nó là cũng phải ngon hơn rồi, vì nó quá tuổi, quá trình nó mấy trăm năm rồi, nó bây giờ nó còn sống ở đấy là rất ngon. Mà uống nếu mà hái so với cái chè mà nó non hơn thì trẻ hơn thì là cái chè này là ngon nhất. Người uống thì rất khỏe, ai mà uống cái chè này thì rất khỏe. Các cụ trước uống cái chè này hàng trăm năm, các cụ vẫn đi làm bình thường. Các cụ xưa các cụ uống cái chè này là họ các cụ trăm tuổi rồi vẫn còn răng bình thường, mắt cũng không kém. Theo những người dân, không khí trong lành cộng với được uống trà từ những cây chè San Tuyết cổ thụ hàng ngày chính là bí quyết để sống khỏe của người dân nơi đây. Nhưng khi nhìn những hình ảnh này, ta mới thấy việc đi hái chè cũng là một bài tập thể dục nâng cao sức khỏe tuyệt vời. Ngày tôi làm công việc nhà cái là xong cái là tôi lại tranh thủ đi hái chè. Trước hết là làm chè uống trước. Đấy, làm uống trước rồi xong mới được dư ra uống rồi mới bán. Ngày xưa thì còn hái chè bồm kia thì ngày đấy còn hái được 25 đến 30 cân một ngày. Bây giờ già rồi thì giảm xuống có ngày chỉ được 10 cân chè tươi thôi. Không làm thì ở nhà không cảm thấy cũng không ngồi được. Cứ leo đi núi này hết lại đi núi sau núi khác hái, chân là dẻo rồi. Đi mà trèo cây cũng quen rồi. Bà hàng xóm của tôi nãy đi hái chè là bà Rắm. Đấy, bà vốn gần 80 tuổi rồi, bà vốn đi hái được, bà không dám trèo, không trèo được nhưng mà bà vốn cứ đi hái được. Chân mềm thắng đá cứng, da mỏng vượt xương dày. Những người dân Xà Phìn chính là những chiến binh. Họ có sức chịu đựng dường như không có giới hạn trước thiên nhiên và điều kiện sống nơi đây. Chè sau khi thu hái sẽ được mang về nhà và sơ chế trước khi cho vào chảo để xào khô. Chất lượng mẻ chè này sao rất ngon nhà bà nhỉ? Ngon mà. Mùa này thoải mái uống chè nhà bà nè. Đủ uống nó mà đẹp đấy. Mùa này thơm mà. Thơm mùa ngon. Đến mùa đông làm sao mà có chè này nhà bà nhỉ? Không có mùa đông. Vâng, tí phải làm một ấm đấy. Những tháng mùa hè chính là thời điểm yêu thích nhất của người dân nơi đây bởi họ được thưởng thức những mẻ trà mới. Còn vào các tháng mùa đông thời tiết lạnh, băng giá kéo dài, cây chè gần như ngừng sinh trưởng. Cộng với việc vào thời xa xưa, lọ thủy tinh và túi bóng còn rất hạn chế. Mà mùa đông độ ẩm lại cao nên thường khó mà tích trữ trà khô. Vậy họ đã làm cách nào để có chè uống trong suốt các tháng mùa đông? Ở đây thì chủ yếu các cụ từ
tháng 7, tháng 8 người ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Biết là trong quá trình là tháng 10, tháng 11 là không có chè. Chỉ yếu là từ tháng 8, tháng 9 trở lên người ta thích trữ lại làm cái chè lam uống để quen năm. Thế thì sau khi chuẩn bị cái vụ thứ ba người ta bắt đầu hái về để chuẩn bị để làm cái chè lam để quen năm ở trên các bếp. Gọi là chè lam bởi chè được đựng trong các ống lam hay ống nứa. Vào tầm tháng 7, tháng 8, những người đàn ông trong bản sẽ chuẩn bị các ống nứa rồi bỏ từ từ một lượng trà khô vào. Ống lam có chứa trà bên trong sẽ được đốt trên bếp lửa. Hơi ẩm của nứa sẽ làm mềm số trà này. Sau đó họ lại tiếp tục cho lớp trà khác vào. Cứ thế cho đến khi đầy ống. Sau khi đầy trà, họ sẽ bịt kín miệng ống và để lên trên gác bếp. Thế nên là bảo quản tốt, đủ ấm, đủ khô mát thì nó vào khoảng 3-4 năm càng tốt, càng về lâu càng tốt. Thứ nhất là uống nó có độ cho sức khỏe. Nếu mà mình 1 năm thì mình uống nó còn độ chát chát. Nếu mà qua 2-3 năm nữa thì uống là không có cái độ chát, nó chỉ có cái vị ngọt, vị thơm. Thế là thứ nhất là uống nó ban đêm không mất ngủ. Rất ngọt, rất thơm mà rất mát người. Yeah, vừa rồi tôi vừa làm được một mẹ chè lam. Nhân tiện hôm nay trong Tết thì tôi làm còn một ai ống. Nay vâng, các ông bà đến đây thì tôi làm một ấm pha cho các ông bà uống thử. Vâng, vâng, vâng. Vâng, này chè tôi làm từ Tết rồi. Trước khi uống, chè lam phải được nướng qua lửa cho đượm vị. Xin mời chú. Vâng, vâng, uống thử. Mời bà. Vâng. Dạ, ngon đấy. Nha. Ngon. Người ta vẫn nói chén nước miếng trầu là đầu câu chuyện, bởi ngoài những chất tốt cho sức khỏe thì trà cũng mang đến cho người ta sự thư thái. Cuộc sống rồi sẽ tươi vui, sảng khoái hơn rất nhiều. Sự thoải mái giúp người lao động hăng say để tạo ra nhiều thứ có thể vượt qua sương gió. Rồi những thứ đó lại làm cho cuộc sống của họ trở nên đầy đủ và chất lượng.